Bồ Tát do Tu tập Bát Nhã Ba La Mật biết rõ hết thảy các pháp đều là vô khứ vô lai, chẳng có đi chẳng có đến, như vậy gọi là vô khứ Ba La Mật. Bồ Tát biết rõ Bát Nhã Ba La Mật là pháp tạng của chư Phật ở cả ba đời và trong mười phương, biết rõ dùng pháp tạng ấy thì các hàng trời người chẳng thể phá hoại được, như vậy gọi là vô di dịch Ba La Mật. Bồ Tát do tu tập Bát Nhã Ba La Mật biết rõ các pháp hữu vi đều là niệm niệm sanh diệt, chẳng có thời gian trú, biết rõ các pháp đều là rốt ráo tận. Vì sao? Vì các pháp bất tận ở cả ba đời đều là bất khả đắc, như vậy gọi là tận Ba La Mật. Bồ Tát do tu tập Bát Nhã Ba La Mật biết rõ các pháp đều là vô sanh. Vì sao? Vì các pháp sanh ở cả ba đời là bất khả đắc, như vậy gọi là bất sanh Ba La Mật. Vì biết rõ các pháp là vô sanh nên Bồ Tát cũng biết rõ các pháp là vô diệt, như vậy gọi là bất diệt Ba La Mật. Danh từ hữu tác có làm ra, có tạo ra, thường được hiểu theo hai nghĩa, đó là chúng sanh tác như là người hành bố thí, trì giới, vân vân, pháp tác như là gió thổi, nước trôi, lửa cháy, vân vân. Thế nhưng chúng sanh nhờ có tâm thức mới thấy, nghe hay biết các pháp, mà tâm thức thì chẳng có tác giả, nên nói chúng sanh tác là vô tác. Lại nữa, hết thảy các pháp đều đần độn, chẳng có tướng khởi, chẳng có tướng tác, nên nói pháp tác là vô tác. Bồ Tát do tu tập Bát Nhã Ba La Mật biết rõ chúng sanh tác cũng như pháp tác đều là vô tác cả, như vậy gọi là vô tác Ba La Mật. Bồ Tát do tu tập Bát Nhã Ba La Mật biết rõ các pháp đều là đần độn, đều là vô sở tri, chẳng có chỗ biết, như vậy gọi là vô tri Ba La Mật. Dùng nhục nhãn dẫn đến dùng thiền nhãn còn thấy có sanh tử, khi đã huệ nhãn rồi thì biết rõ sanh tử là bất khả đắc. Bồ Tát do tu tập Bát Nhã Ba La Mật biết rõ sanh tử là bất khả đắc, chỉ do năm ấm nghiệp nhân duyên tiếp nối mà có sanh vậy thôi. Thật ra chúng sanh chết ở đời này chẳng có đến ở đời sau, như vậy gọi là bất đáo Ba La Mật. Lại nữa, Bồ Tát biết rõ Bát Nhã Ba La Mật chính là thật tướng pháp, và cũng y theo Bát Nhã Ba La Mật mà các pháp chẳng mất thật tướng, như vậy gọi là bất thất Ba La Mật. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, mộng Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì những pháp thấy trong mộng đều bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, hưởng Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì người nghe tiếng bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, ảnh Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì ảnh nhìn thấy trong gương bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, diệm Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì như dòng nước trôi bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, huyễn Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì các huyễn sự huyễn vật bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, bất cấu Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì gốc phiền não bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, vô tịnh Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì các phiền não hư vọng vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, bất ô nhiễm Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì xứ sở bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, bất hí luận Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì hết thảy hí luận là phá hoại vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, vô niệm Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì hết thảy niệm là phá hoại vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, bất động Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì pháp tánh thường trú vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, vô nhiễm Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì các pháp đều là vọng giải vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, bất khởi Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì hết thảy các pháp vô phân biệt vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, tịch diệt Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì hết thảy pháp tướng bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, vô dục Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy:
Này Tu Bồ Đề, vì dục bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vô sân ba la mật là bát nhã ba la mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì sân nhuế bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vô si ba la mật là bát nhã ba la mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì vô minh si ám dứt diệt vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vô phiền não ba la mật là bát nhã ba la mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì ước tưởng phân biệt hư vọng vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vô chúng sanh ba la mật là bát nhã ba la mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì chúng sanh vô sở hữu vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vô đoạn ba la mật là bát nhã ba la mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì hết thảy pháp chẳng sanh khởi vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vô nhị biên ba la mật là bát nhã ba la mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì hết thảy pháp chẳng có nhị biên vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bất phá ba la mật là bát nhã ba la mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì hết thảy pháp chẳng rời nhau vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bất thủ ba la mật là bát nhã ba la mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì thủ thắng hơn thành văn và bích chi Phật đạo vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vô phân biệt ba la mật là bát nhã ba la mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì các vọng tưởng bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vô lượng ba la mật là bát nhã ba la mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì các pháp hạ lượng bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, hư không ba la mật là bát nhã ba la mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì hết thảy pháp vô sở hữu vậy. Luận: Ngài Tu Bồ Đề tán thán bát nhã ba la mật đã khai thị về pháp không và chúng sanh không. Pháp cùng chúng sanh đều chẳng thật có, đều là như mộng, như hưởng, như ảnh, như diệm, như huyễn. Phật dạy: Mộng, hưởng, ảnh, diệm, huyễn đều là bất khả đắc. Như vậy gọi là mộng ba la mật, dẫn đến gọi là huyễn ba la mật. Ngài Tu Bồ Đề lại tán thán bát nhã ba la mật như hư không. Phật dạy: Hết thảy các pháp vốn tự tánh không, nên dụ bát nhã ba la mật như hư không. Vì gốc phiền não là không, nên chẳng có phiền não gì để đoạn cả. Như vậy gọi là bất cấu ba la mật. Có phiền não như dầm dục, sần nhuế, vân vân là cấu uế, là bất tịnh. Trái lại, chẳng có phiền não là thanh tịnh. Thế nhưng, ngay từ gốc các phiền não đã là không, nên chẳng có gì để tịnh cả. Như vậy gọi là vô tịnh ba la mật. Trong bát nhã ba la mật, hết thảy các pháp đều là không, nên chẳng có gì nhiễm ô. Lại nữa, sáu thức sáu trần cùng chỗ duyên phiền não đều là bất khả đắc cả. Như vậy gọi là bất ô nhiễm ba la mật. Trong bát nhã ba la mật, hết thảy các hí luận, hết thảy các phân biệt đều bị phá. Như vậy gọi là bất hí luận ba la mật. Trong bát nhã ba la mật, hết thảy các pháp đều rốt ráo không. Vì các pháp đều rốt ráo không, nên chẳng có gì để niệm tưởng. Như vậy gọi là vô niệm ba la mật. Bồ Tát trú trong pháp tánh nên hết thảy các luận nghị đều chẳng có thể thắng được. Hết thảy các tà kiến kiết sử đều chẳng có thể ngăn ngại được. Hết thảy các pháp vô thường đều chẳng có thể phá hoại được. Khiến tâm Bồ Tát thường tự tại, chẳng có sanh phiền não. Như vậy gọi là bất động ba la mật. Trong bát nhã ba la mật, hết thảy các pháp đều là vọng giải nên chẳng có gì để ái nhiễm. Như vậy gọi là vô nhiễm ba la mật. Các ưu tưởng phân biệt là cội gốc sanh kiết sử, dẫn đến khởi nghiệp ở đời sau. Bồ Tát do tu tập bát nhã ba la mật, biết rõ các ưu tưởng phân biệt dẫn đến sanh nghiệp báo ở đời sau đều là hư vọng, nên chẳng có vọng khởi ưu tưởng phân biệt nữa. Như vậy gọi là bất khởi ba la mật. Ba độc tham sân si là lửa thiêu đốt công đức. Thế nhưng trong bát nhã ba la mật chẳng có thủ hỏa tướng của ba độc. Như vậy gọi là tịch diệt ba la mật. Chẳng những hỏa tướng của ba độc là bất khả đắc, chẳng nên thủ, mà hết thảy các pháp tướng cũng là bất khả đắc, chẳng nên thủ. Bồ Tát do tu tập bát nhã ba la mật, biết rõ các pháp đều bất khả đắc, nên chẳng tham đắm các pháp. Bồ Tát chẳng tham đắm các thiện pháp, dẫn đến chẳng tham đắm bát nhã ba la mật, huống nữa là tham đắm các pháp thế gian khác. Phật dạy, gốc sanh ra dục tâm là bất khả đắc, tham dục là hư vọng, là tự tánh không, là bất khả đắc. Như vậy gọi là vô dục ba la mật. Sân nhuế ở nơi tự tánh là rốt ráo vô sở hữu. Như vậy gọi là vô sân ba la mật. Do vô sân nên hết thảy mê ám đều bị phá. Như vậy gọi là vô si ba la mật.
chẳng phải vì diệt si mà nói vô si, mà vô si còn có nghĩa là chẳng phiền não. Bồ Tát khi vào được vô sanh pháp nhẫn, diệt hết thảy các phiền não, Phật dạy các ức tưởng phân biệt là cội gốc kiết sử phiền não. Khi ức tưởng phân biệt chẳng còn nữa thì các kiết sử phiền não tự tiêu diệt, như vậy gọi là vô phiền não ba la mật. Trong Bát Nhã Ba La Mật, chúng sanh cũng như hết thảy các pháp đều là tự tánh không. Phật dạy chúng sanh bản lai là bất sanh, là vô sở hữu, như vậy gọi là vô chúng sanh ba la mật. Trong Bát Nhã Ba La Mật, hết thảy các pháp đều chẳng khởi chẳng sanh, đều là vô sở tác, nên tự nhiên đã có đoạn tướng rồi vậy. Vì tự nhiên đã có đoạn tướng nên chẳng có pháp gì để đoạn cả, như vậy gọi là vô đoạn ba la mật. Lại nữa, vì biết rõ các pháp đều chẳng khởi chẳng sanh, đều là vô sở tác, nên Bồ Tát đi được cả hai bên nhị biên, đi được cả ngã lẫn vô ngã, cả đoạn lẫn thường, cả hữu lẫn vô, vân vân. Như vậy gọi là vô nhị biên ba la mật. Phật dạy biên vốn là hư vọng, phàm phu do hư vọng điên đảo mà khởi chấp có nhị biên. Bồ Tát cầu thật pháp nên lì nhị biên điên đảo, biết rõ Bát Nhã Ba La Mật là nhất tướng, là không tướng, là chẳng thể bị phá hoại được. Phật lại dạy hết thảy các pháp đều chẳng có định tướng, ví như quả chẳng rời nhân, nhân chẳng rời quả, cũng như vậy hữu vi pháp chẳng rời vô vi pháp, vô vi pháp chẳng rời hữu vi pháp. Bát Nhã Ba La Mật chẳng rời hết thảy pháp, hết thảy pháp chẳng rời Bát Nhã Ba La Mật. Thật tướng các pháp chính là Bát Nhã Ba La Mật nên chẳng có thể phá hoại được, như vậy gọi là bất phá Ba La Mật. Phàm phu chấp các pháp có hợp có tan, có thường có vô thường, vân vân, tất cả đều là lầm chấp. Bát Nhã Ba La Mật chẳng chấp hết thảy pháp, chẳng chấp thế gian pháp, chẳng chấp nhị thừa pháp, dẫn đến chẳng chấp thanh tịnh xuất thế gian pháp, như vậy gọi là bất thù Ba La Mật. Phàm phu do vọng tưởng mà sanh tâm phân biệt, Bồ Tát biết rõ Bát Nhã Ba La Mật là thật tướng pháp nên chẳng có vọng chấp phân biệt. Phật dạy do có ước tưởng nên mới khởi sanh phân biệt, thế nhưng cội gốc của ức tưởng phân biệt là không, là bất khả đắc, như vậy gọi là vô phân biệt ba la mật. Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh bốn vô lượng tâm nên là vô lượng. Hết thảy các pháp vào trong Bát Nhã Ba La Mật đều là rốt ráo không, đều là rốt ráo thanh tịnh như tướng niết bàn, nên Bát Nhã Ba La Mật là vô lượng. Lại nữa, trí huệ Bát Nhã chẳng có bờ mé nên là vô lượng. Phật dạy chẳng những chỉ Bát Nhã Ba La Mật là vô lượng, mà hết thảy các pháp cũng đều là bất khả đắc, đều là vô lượng cả, như vậy gọi là vô lượng ba la mật. Hư không là vô sắc vô hình, Bát Nhã Ba La Mật cũng là như vậy. Phật dạy chẳng những hư không là vô sở hữu, mà hết thảy các pháp cũng đều là vô sở hữu cả, như vậy gọi là hư không ba la mật. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vô thường ba la mật là Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì hết thảy pháp đều tán hoại vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, khổ ba la mật là Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì hết thảy pháp đều là khổ não tướng vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vô ngã ba la mật là Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì hết thảy pháp bất khả thủ, chẳng thể thủ vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không ba la mật là Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì hết thảy pháp đều bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vô tướng ba la mật là Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì hết thảy pháp bất sanh vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nội không ba la mật là Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì nội pháp bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, ngoại không ba la mật là Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì ngoại pháp bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nội ngoại không ba la mật là Ba La Mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì nội ngoại pháp bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không không ba la mật là Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì không không pháp bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đại không ba la mật là Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì hết thảy pháp bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đệ nhất nghĩa không ba la mật là Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì niết bàn bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn,
hữu vi không ba la mật là bát nhã ba la mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì hữu vi pháp bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vô vi không ba la mật là bát nhã ba la mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì vô vi pháp bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tất cánh không ba la mật là bát nhã ba la mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì hết thảy pháp rốt ráo bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vô thỉ không ba la mật là bát nhã ba la mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì vô thỉ pháp bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tán không ba la mật là bát nhã ba la mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì tán pháp bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tánh không ba la mật là bát nhã ba la mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì hữu vi tánh và vô vi tánh đều bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chư pháp không ba la mật là bát nhã ba la mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì hết thảy pháp bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bất khả đắc không ba la mật là bát nhã ba la mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì hết thảy pháp vô sở hữu vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tự tướng không ba la mật là bát nhã ba la mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì hết thảy pháp đều tự tướng ly vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vô pháp không ba la mật là bát nhã ba la mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì vô pháp bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, hữu pháp không ba la mật là bát nhã ba la mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì hữu pháp bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vô pháp hữu pháp không ba la mật là bát nhã ba la mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì vô pháp hữu pháp bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, niệm xứ ba la mật là bát nhã ba la mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì thân thọ tâm và pháp bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chánh cần ba la mật là bát nhã ba la mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì thiện pháp và bất thiện pháp đều bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như ý túc ba la mật là bát nhã ba la mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì bốn như ý túc đều bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, căn ba la mật là bát nhã ba la mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì năm căn đều bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, lực ba la mật là bát nhã ba la mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì năm lực đều bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, giác ba la mật là bát nhã ba la mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì bảy giác phần đều bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đạo ba la mật là bát nhã ba la mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì tám thánh đạo đều bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vô tác ba la mật là bát nhã ba la mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì vô tác tướng bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không ba la mật là bát nhã ba la mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì không tướng bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vô tướng ba la mật là bát nhã ba la mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì tịch diệt tướng bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bối xả ba la mật là bát nhã ba la mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì tám bối xả đều bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, định ba la mật là bát nhã ba la mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì chín thứ đệ định đều bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đàn ba la mật là bát nhã ba la mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì san tham bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thi la ba la mật là bát nhã ba la mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì phá giới bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, giản đề ba la mật là bát nhã ba la mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì nhẫn và chẳng nhẫn đều bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tỷ lê gia ba la mật là bát nhã ba la mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì tinh tấn và giải đãi đều bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thiền na ba la mật là bát nhã ba la mật chăng?
Phật dạy, này Tu Bồ Đề, vì định vạn loạn bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, vì trí huệ và ngu si đều bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, Phật lực Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, vì hết thảy pháp bất khả phục, chẳng thể phục vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, vô sở úy Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, vì đạo chủng trí chẳng mất vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, vô ngại trí Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, vì hết thảy pháp chẳng chướng chẳng ngại vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, Phật pháp Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, vì siêu xuất hết thảy pháp vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, như thật thuyết Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, vì hết thảy lời nói đều như thật vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, tự nhiên Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, vì hết thảy pháp đều tự tại vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, Phật Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, vì biết hết thảy pháp và hết thảy trùng trí vậy. Luận: Bát Nhã Ba La Mật có vô thường thánh hạnh, nên ở đoạn kinh trên đây có nói đến vô thường Ba La Mật. Phật dạy, chẳng phải chỉ có Bát Nhã Ba La Mật là có vô thường quán mà hết thảy pháp đều vô thường, cho nên gọi là vô thường Ba La Mật. Hỏi: trước đây nói Bát Nhã Ba La Mật là pháp tánh thường trú, như vậy vì sao nay lại nói vô thường Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: Bát Nhã Ba La Mật là trí huệ quán, mà các pháp thì do duyên sanh, nên là hữu vi, là vô thường. Còn gốc duyên của Bát Nhã Ba La Mật là như pháp tánh thật tế, là vô vi, nên là thường trú. Ngài Tu Bồ Đề nói về trường hợp Bát Nhã Ba La Mật quán hữu vi, nên nói vô thường Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật vậy. Hỏi: hết thảy các pháp đều là tận tướng, đều là tán hoại, là vô thường, vì sao nói vô vi pháp chẳng có tán hoại? Đáp: khi nói hết thảy các pháp là nói đến sáu thức bên trong và sáu trần bên ngoài, tất cả đều là tác pháp. Vì là tác pháp nên tất cả đều quy về hoại tướng. Lại nữa, nếu hút đi hữu vi pháp thì chẳng có vô vi pháp, cũng chẳng có các pháp tướng. Nhân có hữu vi pháp tướng mới nói vô vi pháp tướng là bất sanh bất diệt vậy. Ngoài ra, khi nói về hữu vi pháp phải hiểu theo hai nghĩa: danh tự là hữu vi pháp, thật là hữu pháp. Dù hiểu theo nghĩa nào, đã là hữu vi thì cũng là tán hoại cả. Vì hết thảy pháp đều là tán hoại, nên là vô thường, là khổ, là vô ngã, là nội không, dẫn đến là vô pháp, hữu pháp không. Tất cả đều là bất khả đắc. Bởi vậy nên mới nói vô thường Ba La Mật, khổ Ba La Mật, vô ngã Ba La Mật, nội không Ba La Mật, dẫn đến vô pháp hữu pháp không Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề thuyết về hết thảy các pháp môn tu nhằm tán thán Bát Nhã Ba La Mật. Phật dạy, chánh quán về thân thọ tâm và pháp niệm xứ là sơ môn dẫn đến bốn thánh đế, là sơ môn dẫn đến bốn quả sa môn. Phân biệt ở cả ba thừa đều có bốn niệm xứ. Thế nhưng Phật dạy, gốc duyên của bốn niệm xứ từ vô thỉ đến nay là bất khả đắc. Suy rộng ra thì gốc duyên của bốn chánh cần, của bốn như ý túc, của năm căn, của năm lực, của bảy giác phần, của tám thánh đạo, của ba tam muội không vô tướng và vô tác, của tám bối xả, của chín thứ đệ đệ, của sáu pháp Ba La Mật cũng đều là bất khả đắc cả. Bởi vậy nên mới nói niệm xứ Ba La Mật sẽ đến đạo Ba La Mật, không Ba La Mật, vô tướng Ba La Mật, vô tác Ba La Mật, bối xả Ba La Mật, định Ba La Mật, đàn Ba La Mật, dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi: nếu dùng các pháp môn khác để tán thán Bát Nhã Ba La Mật thì còn hợp lý, vì sao cũng dùng Bát Nhã Ba La Mật để tán thán Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: khi nói về Bát Nhã Ba La Mật phải hiểu theo hai nghĩa: thường trú Bát Nhã Ba La Mật, năm pháp Ba La Mật kia cộng hành có dụng của Bát Nhã Ba La Mật. Ngày ở nơi nguyện Bồ Đề là đã có dụng tán thán Bát Nhã Ba La Mật rồi, đã có dụng pháp vô minh xì ám, có dụng dẫn đến chân trí huệ rồi vậy. Bởi vậy nên Phật dạy, được thường trú Bát Nhã Ba La Mật thì si huệ bất khả đắc. Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật
trước được 10 Bồ Tát lực rồi sau sẽ được 10 Phật lực. Phật dạy 10 Phật lực là bất khả phá chẳng thể phá, là bất khả phục chẳng thể phục. Chỉ vì chúng sanh mà Phật thuyết về 10 Phật lực. Thế nhưng ở nơi thật tướng Pháp thì Phật lực là vô lượng vô biên chẳng thể phá chẳng thể phục được vậy. Bởi vậy nên mới nói Phật lực Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát khi đã vào được Bát Nhã Ba La Mật rồi thì ở trước Phật còn có thể thuyết pháp luận nghị huống nữa là ở các nơi khác. Trước Ma Vương còn chẳng sợ hãi huống nữa là trước các ngoại đạo. Như vậy gọi là vô sở úy Ba La Mật. Phật dạy do đạo trùng trí chẳng chìm đắm nên được pháp nhãn. Do được pháp nhãn nên biết rõ chúng sanh tụ tập như thế nào để đến được Niết Bàn. Bát Nhã Ba La Mật là tịch diệt tướng, là Niết Bàn tướng, là bất khả thuyết, là đạo trùng trí vậy. Bồ Tát được đạo trùng trí thường dẫn đạo chúng sanh ở giữa đại chúng. Bồ Tát thường thuyết pháp khiến đạo trùng trí càng thêm tăng ích, nên chẳng chìm đắm, chẳng sợ hãi, chẳng kiêu mạn, chẳng tự cho mình đã đắc pháp. Như vậy gọi là vô sở úy Ba La Mật. Do được vô úy pháp mà Bồ Tát thường thuyết pháp khiến pháp luân thường chuyển. Bởi vậy nên Ngài Tu Bồ Đề tán thán vô úy pháp và hỏi Phật: Vô sở úy Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy: Chẳng phải chỉ có bốn pháp vô ngại mà hết thảy các pháp ở nơi thật tướng pháp đều chẳng chướng chẳng ngại. Như vậy gọi là vô ngại trí Ba La Mật. Bồ Tát do tu tập Bát Nhã Ba La Mật được 10 lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, đại từ đại bi và vô lượng Phật pháp khác. Như vậy gọi là Phật pháp Ba La Mật. Phật dạy: Thành văn pháp thủ thắng hơn phàm phu pháp, bích chi Phật pháp thủ thắng hơn thanh văn pháp. Còn Phật pháp là tối diệu tối thắng, vượt lên trên hết thảy các pháp. Như vậy gọi là Phật pháp Ba La Mật. Chư Phật trong ba đời do tu tập 6 pháp Ba La Mật mà được đạo vô thượng, được gọi là Như Lai, là đấng như thật tri, như thật thuyết. Phật dạy: Chẳng phải Phật thuyết pháp mới là như thật thuyết, chẳng phải lời Phật nói ra mới là như thật, mà hết thảy các lời nói đều như thật cả. Như vậy gọi là như thật thuyết Ba La Mật. Chư Bồ Tát khi đã đầy đủ 10 địa rồi thì hậu thân tự nhiên thành Phật. Như vậy gọi là tự nhiên Ba La Mật. Tự nhiên thành Phật nên lời Phật nói ra là tự nhiên Ba La Mật. Lại nữa, thật tướng Bát Nhã Ba La Mật là tự nhiên, chẳng do ai làm ra nên cũng là tự nhiên Ba La Mật. Bồ Tát khi đã được đầy đủ 10 địa rồi thì cũng được đầy đủ 10 lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, đại từ đại bi. Lúc bấy giờ Bồ Tát đã thành Phật, truyền pháp luân, đánh chống pháp, cảnh tỉnh chúng sanh ở khắp 10 phương thế giới, khiến họ phá tan được màn vô si, vô minh si ám. Như vậy gọi là Phật Ba La Mật. Phật còn được gọi là giác giả, nghĩa là đứng tránh biến chi hết thảy pháp, hết thảy trùng trí. Phật là người biết rõ hết thảy pháp, đầy đủ cả năm pháp, từ phàm phu pháp, thành văn pháp, bích chi Phật pháp, Bồ Tát pháp dẫn đến Phật pháp. Lược nói Phật có hai tướng, đó là xét về biệt tướng thì Phật là rốt ráo không tướng, xét về tổng tướng thì Phật là đấng nhất thiết trùng trí, minh liễu vô lượng vô biên pháp môn. Bởi nhân duyên vậy nên gọi là Phật Ba La Mật. Đây chẳng phải nói về Phật thân, mà nói về Phật Ba La Mật, tức là nói về Phật nhất thiết trùng trí vậy. Hết quyển 65.